Hello, Biển Xanh xin chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Lời đầu tiên thì Biển Xanh xin kính chúc quý anh chị lời chúc sức khỏe, luôn thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Hôm nay thì Biển Xanh tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một sản phẩm nằm trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc tại mặt tiền đường tỉnh Lộ 9, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách Sài Gòn chỉ khoảng 8 km quý anh chị nhé. Sản phẩm hôm nay Biển Xanh giới thiệu nó nằm trên trục đường chính, trục đường TC5. Sản phẩm hôm nay Biển Xanh giới thiệu nó là lô đất có diện tích ngang nam dài 20, hướng Bắc quý anh chị nhé. Đây chính là công viên khủng long, trục chính TC5. Đây chính là quỹ đất để xây trường học quý anh chị nhé. Con đường này thì khá là rộng, nó vì nó là trục chính TC5. Và cái lô đất hôm nay nó nằm trên cái trục đường này luôn quý anh chị nhé. Con đường rất là lớn. Đây, vị trí của lô đất hôm nay Biển Xanh giới thiệu có diện tích là ngang nam dài 20, hướng Bắc. Sổ hồng riêng, thổ cư là 100%. Đây, tính từ cái cọc bê tông này cũng có đóng cọc rồi quý anh chị nhé. Mốc là cọc bê tông, nó đo ngang sang là ngang 5. Và dài sâu xuống phía dưới là 20, sổ hồng riêng và thổ cư là 100%. Lô này nằm trên trục đường chính TC5. Và nó là một lô hướng Bắc. Cái giá của lô này là 1 tỷ 050 triệu, bao sang tên công chứng. Do cô chủ đang cần tiền bán gấp cho nên là bán với cái giá mềm hơn người ta để có thể ra được nhanh hơn. Và tiếp theo thì Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị và các bạn mình đi thêm tham quan thêm một lô nữa, cũng nằm trên trục đường chính TC5 này. Mình đã tới lô đất rồi quý anh chị nhé. Cái vị trí của lô này thì nó cũng khá là đẹp luôn. Diện tích là ngang 5 và dài là 20. Đã có đóng cọc bê tông sẵn hết rồi. Diện tích là ngang 5 tính từ cái cọc bê tông đó đo sang. Và sâu xuống phía dưới là 20, dưới đó cũng đã có đóng cọc bê tông rồi quý anh chị nhé. Diện tích ngang 5 nhìn nó khá là lớn. Lô này hướng Bắc luôn, nằm trên trục chính TC5. Giá là 1 tỷ 050 triệu. Tính ra chỉ có 10,5 triệu trên 1 m², sổ hồng riêng, thổ cư là 100%. Và mình mua thì được bao sang tên công chứng, làm sổ các kiểu. Tổng cái giá trị mình mua chỉ có 1 tỷ 050 triệu. Cái khu này thì phía trước mình chạy thẳng là sang được công viên Nhật Bản đó quý anh chị. Vị trí của lô đất này khá là đẹp. Đây, mình chạy thẳng phía trước chính là sang công viên Nhật Bản luôn.
và nó rất là gần với cổng số 2. Cái cổng số 2 thì mình đi về Sài Gòn nó rút ngắn con đường gần hơn với cổng chính khoảng 3 km. Và đây là trục chính TC5, con đường phía trước đất rất là lớn. Quý anh chị có quan tâm đến vị trí của hai lô đất trên trục chính TC5 này hướng Bắc, giá là 1 tỷ 050 triệu, cho diện tích là 5 x 20 sổ hồng riêng, thì hãy nhanh tay nhấc máy lên, kết bạn Zalo hoặc gọi cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Phía trước mình có cái vỉa hè rất là lớn luôn và mình đi sang được bên cái công viên Nhật Bản quý anh chị nhé. Phía trước thì có dãy nhà Pháp. Mình xây nhà ở mà phía trước đã có dãy nhà thì nó rất là cảm giác nó rất là đông vui. Cát tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới. Đây là một sản phẩm đất nền đã làm mưa làm gió trên thị trường bất động sản Long An trong thời gian vừa qua. Trong khu này thì nước hoàn toàn là nước máy, hạ tầng thì hoàn thiện 100%, pháp lý thì rất là rõ ràng. Mình không cần phải lăn tăn lo lắng. Quý anh chị mình mua thì chỉ việc sang tên công chứng ngay. Xây dựng tự do quý anh chị nhé. Và đặc biệt khu này thì nó kết nối giao thông của nó cũng rất là tốt, bởi vì cái đường tỉnh lộ 9 thì cũng đang được nhà nước, người ta làm cũng chuẩn bị xong rồi quý anh chị. Bất động sản tăng giá là nhờ vào giao thông. Một khi mà cái con đường tỉnh lộ 9 này hoàn thành thì chắc chắn rằng sản phẩm ở đây, đất nền ở đây sẽ tăng giá nữa, chứ không có còn đứng ở cái mức 10 triệu, hơn 10 triệu một mét vuông như bây giờ đâu quý anh chị. Cho nên là quý anh chị mình mua để đầu tư sinh lời và nhìn thấy cái tiềm năng của khu vực này thì hãy nhanh tay kết bạn Zalo hoặc gọi cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Đường nhựa thông thoáng, rất là sạch sẽ, càng mưa càng sạch quý anh chị nhé. Mình chạy thẳng phía trước chính là đi về công viên 7 kỳ quan thế giới, nơi mà đang hot nhất và nóng nhất trong cái khu du lịch sinh thái này. Còn mình chạy qua bên kia chính là công viên Á Đông, công viên Nhật Bản đó quý anh chị. Và hai cái lô này thì nó diện tích là 5 x 20, một cái diện tích khá là lớn. Mình mua để xây nhà thì cái diện tích 5 20 rất là lý tưởng, rất là đẹp đó quý anh chị. Con đường nhựa trước đất cũng rất là lớn luôn. Em xin nhắc lại, trên trục chính đường TC5 này hướng Bắc có Biển Xanh đang bán hai lô đất có diện tích là ngang 5, dài 20, sổ hồng riêng, thổ cư 100%, giá là 1 tỷ 050 triệu trên một lô. Quý anh chị mình có quan tâm đến vị trí của hai lô đất trục chính này thì hãy nhanh tay kết bạn Zalo hoặc gọi cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn xem video hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất của Biển Xanh nhé. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin chào và hẹn gặp lại.